Hello các bạn à. Hôm nay mình sẽ làm thay cái đây mình nói trước là con này là con gì? Tarantula Vendula. Còn tên đầy đủ của nó là gì mình nuôi cũng lâu nay mình nuôi chứ mình cũng không tìm hiểu nó nhiều. Hôm nay mình làm cái clip này để thay cái chuồng, để thay cái bể cho nó. Mình nuôi con này cách đây trước Tết rồi, lâu rồi, được 3 4 tháng nay rồi, nhưng mà mình mới làm tạm tạm vậy thôi. Bây giờ mình thay lại cho nó, hình như cho ăn nó vẫn bình thường nha, nhưng mà nó hơi bị stress tại vì lâu nay mình làm cái nhà cho nó ấy là không được đúng theo ý của nó, cho nên là nó bị stress. Bây giờ mình bắt ra mình thay lại. Này trước mắt mình cho các bạn xem này. Con này cũng to rồi, nó gần mót rồi. Nó đó. Nó hơi bị hung luôn. Nhiệt độ của nó là nó ở ấm, không nên khô, mà với lại kiểu như vậy là xét xét cái chuồng cho nó sai, cho nên là nó bị stress. À, để mình bắt ra cho các bạn xem nha. Ý, hết cả hồn. Ồ, nó hung lắm nha. Bạn nào đây là nhìn Việt Nam, bạn nào kêu là nhìn Việt Nam mà ít lông hay gì, con này lông khá nhiều nha. Nhưng đặc điểm của nó là hai chân sau này này, nó nhiều lông mà nó to hơn bình thường. Đây, đi vào đi. Đi vào đi, thay chuồng cho mày mà. Ê, sợ quá, nó cắn cái chắc chết luôn. Đây nè, nhìn này, con nào cũng có độc hết nha, cho nên các bạn phải cẩn thận. Đó, mình nhìn mình đờn óc gãy luôn, nổi hết da gà ra. Đó, để mình chụp lại một tấm nữa. Rồi, mình tạm thời mình để qua một bên đi. Rồi bây giờ mình làm video ít phút thôi, mình cắt ngọn gặn ngắn gọn lại, cho nên là mình sẽ bỏ qua vài chi tiết. Rồi mình đã chuẩn bị từng này rồi. Cái dòng này á, dòng Vendula này này là nhìn Việt, cho nên là nó cần đủ cái nền, nó phải cao nha, nền nó phải cao và để cho nó đào hang. Bây giờ mình đổ thêm đất vào cho nó. Đây này các bạn, lúc mà đây này, cái nền cũ của nó lúc mà nó giăng tơ về này, các bạn để lại một phần một ít để trước cửa hang cho nó này. Đó, để vậy, để đằng trước cho nó quen cái mùi của nó. Rồi để cho nó quen, nó đỡ sợ. Vậy là mình làm gần xong một cái bể cho nó rồi. Đây mình làm chân nước cho nó nhé. Đây, chờ mình một lát. Đây rồi, mình sẽ bỏ trước này đi, đào lại một cho nó. Đâu rồi ta, cái nhíp đâu rồi ta? Ủa, mất rồi à? Hình như là bị chôn như cái hộp này luôn rồi. Thôi mình tạm thời đây đây đây, mình sẽ bươi nó ra, bỏ cái hũ nước này vào. Rồi mấy con nhện to này nên châm nước cho nó nha. Đây này, cái hũ nước đây này đó, mình châm nước cho nó để cho nó uống. Với lại dòng này nó cần độ ẩm cao,
Cho nên là các bạn phải xịt ẩm cho nó thường xuyên, đổ thẳng nước vào trong luôn cho nó được giữ ẩm cho lâu. Tại cái mùa này mình có làm mà xịt ẩm qua trước rồi, cho nên là nhìn cũng đồ sộ thế nhỉ. Vậy là ok rồi, nó sẽ tự làm nhà. Lúc mà các bạn thay thay nhà cho nó ấy, các bạn nên để yên cho nó nha, nó làm nhà ổn rồi các bạn mới cho ăn. Ngoài ra được, mình đã làm xong rồi, bây giờ mình bỏ vào thôi. Đây cho các bạn xem là nó lại một lần nữa này, nó màu vàng. Con này gần mót rồi nhưng mà không biết nó là bao giờ mới mót. Này chân nó này, mình có hai con, lát mình cho các bạn xem con kia nữa. À, con kia thì nó đẹp hơn con này một xíu. Con này gần mót rồi này, nhưng mà mình không đụng nó nhiều đâu. Này mình sẽ thả nó về. Ồ, nó rất hung nha, nó rất hung nha. Các bạn phải cẩn thận đó. Đi xuống. Rồi này, để mình chỉnh lại cho nó, không nên động nó nhiều. Ui, vãi thật. Vậy được, bây giờ mình sẽ bắt con kia ra nha, cho các bạn xem luôn này. Đây mình làm bằng ra rồi này. Đây các bạn. Đấy. Đó, nó ở trong đây. Mình không biết là lâu nay mình không động vào nó, cho nên là bây giờ mình thử bắt. Khơi nó ra xem. Rồi, nó đây này. Đó, con này nó đẹp hơn con kia. Bụng nó còn to hơn một xíu. Rồi, mình làm clip đây thôi nha. Bây giờ mình đi làm việc tiếp đây. Mình tranh thủ làm video chơi hay thôi. Đây này, cho các bạn xem. Vậy nha, chào các bạn. Video sau mình sẽ cố gắng làm kiếm thời gian làm video khác cho các bạn xem. Chào các bạn nha.